Ngọc Thơ Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Đừng thấy tay khen rồi tự sướng Ngày 5 tháng 7 trang tiến dân có bài Giáo dục Việt Nam tốt nhất thế giới của tác giả Mạc Văn Trang Tác giả cho biết trên VN Express có bài Lý do khiến giáo dục Việt Nam trong nhóm tốt nhất thế giới Dựa theo đánh giá của tờ The Economist của Anh về giáo dục Việt Nam Hình ảnh bài trên trang tiếng dân. Bài báo viết, Mặc dù GDP bình quân đầu người của Việt Nam ở mức 3.760 USD, thấp hơn so với các nước cùng khu vực là Malaysia và Thái Lan, con cái của các gia đình Việt Nam được thụ hưởng một trong những hệ thống trường học tốt nhất thế giới, theo báo nói trên. Điều này được phản ánh qua các đánh giá quốc tế về khả năng đọc, toán và khoa học của học sinh Việt Nam. Tác giả nhận xét, dân ta nhiều khi cứ thấy tay khen một câu là nở mày nở mặt rồi tự huyễn hoặc. Tác giả nhắc lại giai đoạn đầu của dịch Covid-19, Việt Nam ít người nhiễm, Tây khen rối rít. Thế là mấy vị sướng quá bốc lên, cái cục điện ở Mỹ mà biết đi cũng muốn chạy về Việt Nam. Sau đó thì thành phố Hồ Chí Minh rồi Hà Nội bùng toàn tóe loe ra. Mỹ và các nước phải cấp tập hỗ trợ mấy chục triệu liều vaccine. Riêng thành phố Hồ Chí Minh gần hai vạn người chết vì Covid-19, cho nên theo tác giả, trước lời khen hay chê là người lớn ta cần bình tĩnh suy ngẫm chín chắn. Tác giả nêu quan điểm về chuyện giáo dục cũng vậy, đừng vội ngộ nhận và phân tích về lý do khiến giáo dục Việt Nam trong nhóm tốt nhất thế giới. Thứ nhất, chỉ số IQ của học sinh Việt Nam vào loại khá cao so với mặt bằng chung. Viện khoa học giáo dục Việt Nam đã trắc nghiệm cách đây chừng 30 năm, đó là một tiền đề quan trọng để học sinh ta không thua kém học sinh các nước trên thế giới về trí thông minh. Thứ hai, thời lượng học tập của học sinh Việt Nam lớn hơn so với học sinh các nước OECD, Mỹ, Anh, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ là những nước có học sinh tham gia đề thi BISA. Thứ ba, Cha mẹ học sinh Việt Nam rất coi trọng sự học, do đó học sinh rất chăm chỉ, cố gắng để cha mẹ hài lòng. Thứ tư, họ chỉ đánh giá kết quả giáo dục theo thi BISA, tức là chương trình đánh giá học sinh quốc tế được xây dựng và điều phối bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vào cuối thập niên 90 và hiện vẫn diễn ra đều đặn 3 năm một lần. Khảo sát BISA được thiết kế nhằm đánh giá các mức độ năng lực đạt được ở các lĩnh vực đọc hiểu, toán, khoa học của các học sinh ở độ tuổi 15. Hình ảnh, dù đã kết quả cao nhưng Việt Nam không được OECD đưa vào bản xếp hạng BISA toàn cầu. Tác giả dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thế mạnh của học sinh Việt Nam bước đầu được tìm thấy trong báo cáo của BISA là ở tinh thần thái độ tích cực làm bài, tỷ lệ có mặt tham gia cao, tỷ lệ trả lời hầu hết các câu hỏi thuộc nhóm cao trên thế giới nghĩa là tác giả nhận định học sinh việt nam coi thi bisa là cực kỳ quan trọng gắn hết sức để làm bài thật tốt làm bền bỉ cho đến hết giờ trả lời các câu hỏi mặc dù quá nhiều câu hỏi trong khi học sinh nhiều nước coi thi bisa thoải mái như kiểm tra bình thường tóm lại tác giả kết luận trẻ em việt nam có tiềm năng phát triển tốt không có gì là phải tự ti cha mẹ lại sẵn sàng chăm lo cho con cái học hành nên người. Với những tiền đề ấy, học sinh Việt Nam đứng vào tớp đầu thế giới một cách xứng đáng. Còn đánh giá dựa vào kết quả thi BISA chỉ là đánh giá kiến thức, toán, khoa học tự nhiên và đọc hiểu một đoạn văn bản. Đánh giá đó rất phiến diện so với mục tiêu giáo dục phát triển tự do và toàn diện nhân cách để thành con người trưởng thành đánh giá nền giáo dục là phải nhìn toàn diện nhất là kết quả của giáo dục phổ thông được thể hiện ở nhân cách công dân ở thành tựu học nghề và sinh viên tốt nghiệp học sinh việt nam đi thi olympic toán lý hóa sinh tinh học đạt kết quả khá cao cũng vui nhưng đó là học sinh chuyên luyện gà chọi chứ sinh viên tốt nghiệp đại trà thì ra làm gì trong khi đó, sinh viên các nước OECD đạt đến trình độ công dân toàn cầu, họ tốt nghiệp là có thể đi làm ở khắp các nước OECD và hơn nữa. Nhìn rộng ra hơn chút nữa, tác giả nhận xét các văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của ta được mấy nước công nhận. Trường đại học của ta được xếp vào top 500 trường tốt nhất thế giới hay không? Một năm ta có bao nhiêu bằng phát minh sáng chế, phải nhìn nhận nghiêm túc toàn diện vào bản chất nền giáo dục của nước nhà để mà lo làm sao cho khá lên. Đừng thấy Tây khen một câu vớ vẩn rồi tự sướng, tác giả nêu quan điểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Đừng thấy Tây khen rồi tự sướng. Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù. Ngày 3 tháng 7, AFA đăng bài Ông Phan Sơn Tùng, người kêu gọi thành lập Đảng Việt Nam Thịnh vượng, bị án 6 năm tù. Theo đó, ngày 3 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án Phan Sơn Tùng, người kêu gọi thành lập Đảng Việt Nam Thịnh vượng với mức án 6 năm tù giam cho tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ông Phan Sơn Tùng, 39 tuổi, bị bắt ngày 31 tháng 8 năm 2022 vì kêu gọi thành lập đảng nhằm cạnh tranh quyền lãnh đạo với đảng cộng sản việt nam kêu gọi xóa bỏ bất bình đẳng quyền lực chính trị bằng việc loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với nhà nước và xã hội yêu sách được tự do lập hội và tổ chức chính trị ở việt nam ông cũng có nhiều bài viết trên facebook và youtube có nội dung bị cơ quan chức năng việt nam cho là chống phá nhà nước Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ hai và kết thúc vào trưa cùng ngày. Hai luật sư tham gia bào chữa cho ông Phan Sơn Tùng là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn, AFA cho hay. AFA dẫn lời luật sư Ngô Anh Tuấn nói sau phiên tòa rằng ông Tùng hoàn toàn nhận ra các hành vi mình làm, nhưng ông Tùng đánh giá hành vi đó chưa đủ để cấu thành tội phạm. Ông Tùng vẫn khẳng định rằng các hành vi đó không vi phạm pháp luật và các luật sư bào chữa cho ông cũng chứng minh tương tự. Tuy nhiên đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. AFA dẫn cáo trạng cho biết Phan Sơn Tùng là người tạo lập và quản lý ba trang YouTube mang tên Vì Việt Nam Thịnh Vượng, Phan Sơn Tùng và Sơn Tùng TV. Cùng một trang Facebook David Phan đăng tải khoảng 1.000 video clip với hơn 148 triệu lượt xem và 530.000 lượt người theo dõi. Vẫn theo cáo trạng trên 4 trang mạng xã hội nói trên, Phan Sơn Tùng đã làm và phát tán 16 video clip với nội dung chứa những thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Có 6 nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý, 17 nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Các video clip này chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống nhà nước, chống đảng, chống chính quyền. Hình ảnh ông Phan Sơn Tùng, nhà bất động chính kiến vừa bị kết án 6 năm tù. Cáo trạng còn nói từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Phan Sơn Tùng còn kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp có tên Đảng Việt Nam Thịnh Vượng. AFA dẫn Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nói, ông Phan Sơn Tùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp số tiền phạt hơn 27 triệu đồng từ việc bán mũ có in dòng chữ vì Việt Nam Thịnh Vượng và kiếm tiền quảng cáo từ 16 video clip có nội dung cấm phải à, phải dẫn lời luật sư lê văn luân phan sơn tùng trước đây từng làm việc trong ban quản lý dự án của công ty bất động sản việt theo sau đó thân chủ của ông tự thành lập công ty riêng để hoạt động và trao đổi về các vấn đề của đất nước trước tình hình xã hội đầy nhức nhối với đủ các tệ nạn ông phan sơn tùng đã lên tiếng bằng cách tổng hợp và phân tích các vấn đề dưới góc nhìn cá nhân mục đích chính yếu là để xây dựng một việt nam vững mạnh hơn và theo đó nhà nước cũng sẽ trong sạch và phát huy được các vai trò trước nhân dân afa dẫn facebook của luật sư lê văn luân cho biết sau khi bị bắt phan sơn tùng đã hợp tác với cơ quan điều tra thừa nhận về hành vi khóa toàn bộ các video bị cáo buộc là vi phạm nộp lại số tiền bán mũ số tiền nhận được từ lượt xem bởi youtube phan sơn tùng đã thực hiện các thủ tục nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định AFA à, cho biết ông Phan Sơn Tùng là người hoạt động thứ sáu bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Trước đó, hai ông Trần Văn Bang và Đặng Đăng Phước bị án 8 năm tù, hai ông Trương Văn Dũng và Nguyễn Lân Thắng cũng bị án 6 năm tù và ông Bùi Tuấn Lâm bị án 5 năm 6 tháng tù giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d